Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 373. Sunya garang bhavit thassa sang tế chích tát xa phích khung nô a ma nô si ra tì hồ tí sam ma tam măng vi bát xa tù xuân nhà gà răng vi bát ba vít thát xa sang ta chích tát xa phích khung nô a ma nô si ra tì hồ tí sam ma tam măng vi bát xa tù Sunya garang pavithassa santa citta sa phikkhuno amanu sirati hoti samma tammang vipassato Sunya garang pavithassa santa citta sa phikkhuno Amanu sirati ho ti Samma tammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sunya garang pavithassa santa cittassa phikkhuno Amanu sirati ho ti Samma tammang vipassato. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữa lòng an tĩnh chánh chơn ly trần, hân hoan hỷ lạc siêu nhân, tỳ kheo như vậy hưởng phần pháp hương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Nam mô Đàn Đông. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng. Kính đảnh lễ với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc với câu pháp cú số 373. Sunya garang bhavittha sa santa citta sap sabbikho no amanusi rati hoti samma sam samma thammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo pháp. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữa lòng an tĩnh chánh chơn ly trần, hân hoan hỷ lạc siêu nhân, tỳ kheo như vậy phần pháp. Dạ, đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Sinh nhã ga răng bà vi than sang san ta chi tan sa pin khu nô a ma nu si ra ti ho ti samma sammang vipassato. Sam lang rang ba vin tha sang san ta ti chan sa pin ko no a ma nu si ra si ho ti samma sammang vipan sa to. Dạ, con đã đọc xong câu pháp cú số 373. Dạ, kính mời cô Tiểu Duyên ạ. Sa thu lần thầy Xích Tâm Phước.
Có khi bà cô tu nữ tự duyên chắc không nghe được hay sao, không thấy tín hiệu. Cảm ơn xin đại mình xin rằng đồng. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ tuệ duyên. Cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room, con xin được kể kinh Pháp Cú số 373. Sunyagaran vati thasam santa chisa phikuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato sunyagaran pavithasa santa chitasa phikuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato sunyagaran pavithasa santa chitasa phikuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato sunyagaran pavithasa santa chitasa phikuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữa lòng an tịnh, chánh trơn ly trần, hân hoan hỷ lạc siêu nhân, tỳ kheo như vậy hưởng phần pháp hương. Bản phơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Phật Tha Giá. Mến mời sĩ tái mình. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tự duyên, cô tu nữ thân mái Cherry và ấy mình kính chào với anh chị. Cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn Vinh Trưởng. Con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 373. Sunyagaran bhavithasa santa chitasa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Sunyagaran bhavithasa santa chitasa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Sunyagaran bhavithasa santa chittasa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sunyagaran bhavithasa santa chittasa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Sunyagaran bhavithasa santa chittasa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữa lòng an tĩnh, chánh chơn ly trần, hân hoan hỷ lạc siêu nhân, tỳ kheo như vậy hưởng phần pháp hương. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ con kính mời quý cô tu nữ, con kính mời cô Tuệ Duyên, con kính mời cô Thanh Mái Chari. Dạ, con kính dân mít ạ.
Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, cảm ơn Thích Rạng Đồng. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ, xà thủ kính cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tị Viên, trở lại đạo tràng. Dạ, kính mời quý cô tu nữ ạ. Quý cô có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên được không ạ? Hành Kiểm ơi, Hành Kiểm bây giờ có đọc bài được không Hành Kiểm? Alo, alo. Mời, mời Hành Kiểm nha. Dạ, con xin kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo. Con xin kính lãnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 373. Xuân nhà gà đằng bá quyết tháp sa sành ta chít ta sa bít khu nộ a mà nu xì ra ti hồ ti sàm mà thầm măng vi bát sa tô. Sơn nhà ga đằng bà việt tháp xa sàn ta chít ta sa bít khô nô a ma nu si đa ti hô ti sam ma tham măng ba vi bát sa tồn. Bước vào ngôi nhà trống tỳ kheo tâm an tịnh thọ hưởng vui siêu nhân tịnh quán theo chánh pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữ lòng an tịnh chánh chơn ly trần, hân hoan phi lạc siêu nhân, tỳ kheo như vậy hưởng phần pháp hương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng. Xin quý sư và đạo tràng chỗ nào chúng có sai và xin sửa dừng. Cũng xin chân mít lên đầu tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sân Kha Dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng ngũ trong rung. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 373. Xuân nhà gà răng bá quyết tháp xá san tá chít tát xá bít khú nô á ma nú si rá tô hù tí sam ma thầm măng quý bát xá tô. Xuân nhà gà răng phá quýt thát xá sàn tá chít tát xá bít khú nô á ma nú si rá tô hí sâm ma thâm măng quý bát xá tô. Xuân nhà gà răng phá quýt thát xá sàn tá chít tát xá bít khú nô á ma nú si ra tô hô tí sam ma thâm măng quýt bát sa tô. Bước vào ngôi nhà trống tỷ kheo tâm an tịnh thọ hưởng vui siêu nhân tịnh quán theo chánh pháp. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữa lòng an tĩnh chánh chơn ly trần, hân hoan hỷ lạc siêu nhân, tỳ kheo như vậy hưởng phần pháp hương. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Nhiên. Và mời cô. Dạ, alo, alo, 4, 1, 2, 3, 4, đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? À? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Rằng Đông.
Anh Minh đã cho biết nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính lễ tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, thì xin kể bài kinh Pháp Cú số 373. Dạ, cảm ơn Pháp Thanh Á. Nãy giờ tự nhiên nó hơi lập bật là do vào room bót chữ không được, nghe được. Dạ, bây giờ là tự nhiên xin kể. Xuân nhà ga răng mà quýt tha xa san ta chi na sa phật khu no a ma nu si ra ga ti ho ti sam ma tham mang vi bát sa to sun nya garang ba quýt tha ti san ta chi ta Safikuno Amanusi Amanusi ho Rati ho ti sammathammang Vipassato Sunya garang Bhavithasa Anta citta Safikuno Amanusi rati hoti Samma tham bạc xa tô. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữa lòng an tĩnh chánh chơn ly trần, hân hoan hỷ lạc siêu nhân, tỳ kheo như vậy hưởng phần pháp hương. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ. Tự nhiên đã đọc xong và kệ. Dạ, bây giờ kính mời cô Nhật Quỳnh, mời Nhật Quỳnh đưa tay rồi Nhật Quỳnh mời cái cô gì mà Diệu Thúy gì vậy? Dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Diệu Thúy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được thì đưa bàn tay lên đi, Nhật Quỳnh thả mít nha. Dạ, cảm ơn Thích Răng Đông. Cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Diệm Thúy ơi, dạ con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tịnh Lạc Diệu Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, mời Diệm Thúy nha. Dạ. Hello, Diệu Thúy ơi, vậy là chưa biết cầm mic rồi. Dạ, thôi để ngày mốt nha. Dạ, Chủ nhật nha. Cho biết sớm mà Nhật Quỳnh mời lên sớm để có thể thử mic nha. Bây giờ thì hết giờ rồi.
Dạ, Dương Thí nghe được không? Dạ, cảm ơn Rằng Đông. Dạ, Diệu Thí nhớ nha, để qua Chủ Nhật nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Như Quỳnh, kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 373. Cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á cho bài học. Diệu Thí nghe được rồi, phải không? Nên để qua Chủ Nhật nhanh Diệu Thí nha. Dạ. Con xin được đọc bài ạ. Xuân nha ga răng ba quyết tha sa san ta chít ta sa vít khu nô a ma nu si ra ti hô ti sa ma tham mang vi bát sa tô. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo a tâm mang tịnh thọ hưởng quy siêu nhân tịnh quán theo chánh pháp. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Xuân na ga răng bà quyết tha sa sẵn ta chít tát sa phích khí nô a na nu si ra ti hô ti sa ma tham măng vì bát sa tô. Vào nơi ẩn náu cô đơn giữa lòng an tĩnh, an tĩnh chánh chơn ly trần hân hoan hỷ lạc siêu nhân tỳ kheo như vậy hưởng phần pháp hương. Và đây là bản khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn Đạo Tràng. Và sa thú lành thai, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Cẩm Vân, Thành Kiểm, cô Ái Minh, Minh Quách, Tha Ná, Xích Tâm Phương, Xích Trạng Đông và Diệu Thí đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì Đạo Tràng chúng con đã tới giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh trước Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Huynh Bác Thanh Á đã cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lọc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân khổ cập ma đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự vi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và Đạo Tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu Phật của kinh số 374. Dạ sư, có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nhật Quỳnh kính chúc Đạo Tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô
Thamaya Namo Sankhaya. Dạ, kính bạch chư tăng và thưa quý toàn thể quý vị, hôm nay là ngày 6 hàng tuần, chúng ta có buổi học về kinh Pháp Cú. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu âm thanh rõ và liên tục. Và diễn đàn Pháp Cú Kinh hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 374. Trước khi đi vào phần nội dung thì chúng ta sẽ lễ bái Tam Bảo, đảnh lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho Sankhaṃ Namāmi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại xin kính đến lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày 22 tháng 1, ngày thứ sáu. Hôm nay chúng ta cũng là cái thời gian gần cuối năm của năm Kinh Tý rồi, thì mong rằng những ngày cuối năm hay là những ngày mà chúng ta còn đủ sức khỏe và tinh tấn để tiếp tục cái việc học Pháp. Và câu kệ ngôn Pháp Cú số 374 ngày bài học ngày hôm nay có nội dung như sau. Yato yato samasati khantanang udaya payang lapati piti pamochang amatang tang vichanatang. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các quẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tự biết. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và bản dịch văn xuôi: bất cứ khi nào trong hoạt đơn vị ấy nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn, vị ấy đạt được hỷ và hân hoan. Đối với các vị biết rõ điều ấy là sự tử. Bản dịch văn xuôi của Ngài Indachanda Chánh Thân. Và nội dung đầu tiên là chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 374. Câu Pháp Cú hôm nay có một cái nội dung khá là sâu sắc, cho nên chúng ta cũng cố gắng để mà học bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào phần giảng từ ngữ của câu kệ ngôn Pháp Cú 374 này. Câu đầu tiên đó là Yato yato sammasati. Yato yato sammasati. Yato là trạng từ chỉ thời gian khi. Và khi yato yato lặp lại hai lần được có nghĩa là bất cứ khi nào. Whenever, bất cứ khi nào. Sammasati được hình thành từ cái tiếp động ngữ sang và động từ masati, có nghĩa là nắm bắt hay là hiểu thấu đáo. Cái từ sang ở đây chúng ta có thể liên tưởng đến cái từ sambuddho,
cái tự, tại vì cái tiếp tục ngữ sân cái này nó có nghĩa là hoàn toàn, trọn vẹn, viên mãn. Chữ bút thô là giác ngộ, giác ngộ một cách hoàn toàn viên mãn. Và từ sân ở đây, và chúng ta đi vào câu thứ hai, đó là khan tha năng udayapayan, khan tha năng upayapayan, upayapayan. Cái từ khan tha năng xuất phát từ gốc là từ khanh thá, dịch từ năm tánh, nghĩa là các quẩn, khanh thá năng của các quẩn, chia theo sở thuộc cách này, của các quẩn. Upa yap yang được hình thành bởi hai từ độc lập, đó là Udaya và Pabya. Cái từ Udaya là sự sanh lên, sanh ra, một cái từ tương đương ở trong từ điển, và cái từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là cái từ Upaya. Upaya cũng có nghĩa là sanh lên. Upada. Bởi vì nó giống nhau, có nghĩa như thế này. Khi chúng ta đọc cái bài kinh Anicca đó, thì chúng ta sẽ, bài kinh về cái sự vô thường đó, chúng ta sẽ bắt gặp cái từ Upada này. Và ở trong kinh Pháp Cú thì chúng ta sẽ gặp một cái từ đó là Udaya. Thì hai cái từ này đều có cái nghĩa là sanh ra, sanh lên. Và cái từ kế tiếp là cái từ Paya. Thật tự ra cái từ Paya này với việc tra trong từ điển thì sẽ không có một số từ điển sẽ không có đề cập, mà chúng ta sẽ tra cái từ đó là Vyaya. Là cái từ này thì chúng ta sẽ có cái nghĩa cái từ Pya. Bởi vì sở dĩ từ cái từ này mà nó ra cái từ Pya đó, trong có nhiều trường hợp đó thì cái chữ Vi và cái chữ Pi nó được phát âm gần như nhau, giống như cái từ Pya thí là bệnh tật á. Vya thí là bệnh tật, viết bằng chữ Vyathi, nhưng mà đôi khi nó cũng có chỗ thì ghi là Pyathi. Trong đây nó có cái sự chúng ta sẽ học được cả hai phần là chữ Pi và một số từ là chữ Vi. Từ chữ Paya ở đây nó có nghĩa là sự diệt mất. Cái từ diệt mất. Cái từ diệt mất cái này chúng ta sẽ gặp ở trong bài kinh qua vô thường. Bài kinh vô thường là chúng ta sẽ gặp cái từ được viết như thế này. Quá giác là sự vô thường, sự diệt mất. Và sẵn ở trường hợp này thì chúng ta sẽ liên kết có những cái từ liên quan. Câu thứ ba, Khantha Năng Udayapayan. Đó là, và chúng ta đi vào câu thứ ba, đó là Lappati Piti Pa Mok Chang. Lappati Piti Pa Mok Chang. Lappati đạt được, có nghĩa là đạt được. Pitipamokchang được hình thành bởi hai từ, đó là Piti và từ Pamokcha. Piti là cái sự quan
hỷ. Còn Tamoksha là cái việc hân hoan. Cả hai đều là danh từ trung tánh. Bi tí, Tamoksha, hoan hỷ và hân hoan. Câu cuối cùng đó là Amattang tang vichanatang. Amattang tang vichanatang. Amattang Amattang có nghĩa là bất tử. Bất tử tiếng Việt mình gọi là cái gì ha? Bất tử là không có chết ha. Bất là không, tử là chết. Cái từ cái đó là cái nghĩa sát nghĩa. Còn nghĩa ẩn dụ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Từ Amata đây ở Biên Hòa, Đồng Nai chúng ta có cái công nghiệp Amata. Amata đó, ở Việt Nam kêu là Amata đó, thì nó cũng cũng có cái nghĩa là bất tử. Thì khi mà chúng ta học cái từ này không mà xong đó, thì chúng ta đi ngang những cái khu đó, chúng ta sẽ liên tưởng đến cái từ trong Phật học nha. Amata, Amata đó. Chữ A đây nó có nghĩa là không. Chữ Mata đến từ căn động từ Marati cộng với quá khứ phân từ tá, đã chết. Marati cộng với phân quá khứ phân từ tá. Tăng, tăng là đại từ, có nghĩa là điều ấy. Tăng là đại từ, có nghĩa là điều ấy. Cái điều ấy đó là, thưa quý vị, rằng chúng ta có thể mở ngoặc ra cái điều ấy đó là cái điều ấy là cái điều gì á? Cái điều, cái việc mà nắm bắt được cái sự sinh diệt của các quẩn á. Dạ. Cái chữ tăng đại từ nó thể hiện cho cái câu đầu tiên đó. Rồi quý cha nó tăng. Quý cha nó tăng tích đồng ngữ ví cộng với động từ nha là sự hiểu biết. Ví ở đây là cái sự hiểu biết một cách rõ ràng chi tiết chứ không phải là biết sơ sài. Quý cha nó tăng có nghĩa là của các vị biết rõ. Ở đây được hình thành và chia ở sở thuộc cách hiện tại phân từ của các vị biết rõ. Như vậy là chúng ta đã đi sơ lược qua về ngữ vận của câu kệ ngôn pháp cú số 374 này. Cho nên từ đầu Tịnh Đạt có thưa đó là cái câu pháp cú này có cái nội dung khá là chuyên môn, khá là chuyên môn. Và khi chúng ta tìm hiểu cái câu kệ ngôn này thì chúng ta cần phải có một cái có những bài giải thích liên kết với nhau, thì chúng ta sẽ phần nào nắm được một cái số giáo lý của câu kệ ngôn này. Phải nói là những cái câu kệ ngôn càng về sau trong nhóm câu kệ ngôn mà Đức Phật Ngài thuyết đó, thì có cái nội dung phải nói là sâu sắc hơn. Có thể nói là các vị tỳ kheo của những cái bài pháp trước đó, Đức Phật Ngài dùng nhiều cái hình ảnh ẩn dụ, thí dụ, và những cái câu kệ ngôn sau Ngài dùng những cái kiến thức chuyên môn. Và như vậy là chúng ta đã đi qua phần thứ nhất của nội dung ngày buổi học ngày hôm nay là sơ lược về ngữ vựng. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 374 như sau: Yato yato samasati khanta nang udayapayang lapati piti pamokchang amatang tang vichanatang. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các quẩn được quan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Hoặc là bản dịch của Ngài Giới Đức: hằng chuyên quán niệm tự thân, phát sanh pháp diệt thấy gần thấy xa, vui thai các quẩn tiêu ma, bậc bất tử biết rõ là vô sanh.
Dạ con thỉnh sư cầm mic trả lời đạo tràng chúng con hết nghe âm thanh của sư ạ. Dạ cảm ơn rằng đông. Dạ, 1, 2, các vị có nghe được âm thanh chưa? 1, 2, 1, 2. Các vị nghe được âm thanh chưa? Quý vị. Và hôm nay chúng ta lại một lần nữa tìm hiểu lại cái câu duyên sự, gặp lại một cái duyên sự của nhóm câu kệ ngôn pháp cú, và chúng ta đang ở giữa đoạn đường nhóm câu kệ ngôn pháp cú 368. Đến 375. Chúng ta còn một cái câu phía trước nữa, hai câu phía trước, 375-376. Xin lặp lại, xin nhắc lại đôi điều về cái duyên sự này. Và cái hôm nay thì thật sự ra để có một cái tinh thần cởi mở và năng động hơn thì trước khi đi vào cái bài giảng cũng như chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay thì Tịnh Đà có chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm để cho tất cả bà con ở trên diễn đàn của chúng ta có thể tham gia bằng cách là chọn những cái đáp án mà mình cảm thấy là đúng nhất. Và trong những cái đáp án đó thì có những cái điều mà Tịnh Đà cũng muốn xin giải thích thêm, và cũng như là một cái cách để mà ôn bài không phải là ôn bài pháp cú không, mà chúng ta sẽ ôn bài về cái nội dung để một phần nào nhắc nhở khi chúng ta tham. Dạ quý vị còn nghe được chưa ạ? Thỉnh thoảng sư thấy cô Nhật Quỳnh có lên cầm mic đó, là thì không biết lý do tại sao ạ. Dạ, thỉnh thoảng thì Tịnh Đạt thấy cô Nhật Quỳnh, nghe tiếng cô Nhật Quỳnh thỉnh sư cầm mic. Ồ, nhưng mà âm thanh vẫn nghe rõ tốt ha quý vị à. Có bị chập chờn, bị giật hay là có bị rè hay không? Dạ dạ, xin cảm ơn. Thì Tịnh Đạt có chuẩn bị một số câu trắc nghiệm được thể hiện ở đây, và chúng ta mong rằng tất cả quý vị ở đây trong diễn đàn chúng ta sẽ cùng nhau tham gia để một phần là ôn lại những cái kiến thức, những cái bài học liên quan đến câu trắc nghiệm này, liên quan đến cái bài học nhóm câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta là đã được học. Dạ. Thì bây giờ Tịnh Đạt xin được bắt đầu. Dạ, cái câu đầu tiên, hình ảnh chiếc thuyền. Hình ảnh chiếc thuyền ở trong câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta đã được học đó. Tỷ kheo tác thuyền này, chiếc thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Thì cái hình ảnh ẩn dụ của câu kệ ngôn pháp cú này, chiếc thuyền á, nó được thể hiện qua đó là ý nghĩa gì? Thứ nhất, cái chấm đầu tiên đó là chiếc thuyền dùng chở người qua sông. Cái ý thứ hai đó là tấm thân ngũ uẩn này. Cái ý thứ ba đó là ám chỉ cho Đức Phật. Quý vị có thể trả lời bằng cách bấm số ý thứ hai và ý thứ ba, số 1, số 2 và số 3. Dạ.
Dạ. Hình ảnh chiếc thuyền được ẩn dụ trong câu kệ ngôn Pháp Cú Tỷ Kheo Tác Thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham, diệt sân hận, tấn chức, chứng đạt Niết Bàn. Thì cái ẩn dụ hình ảnh chiếc thuyền ở cô Nhật Quỳnh thì là tấm thân ngũ uẩn, là ý số 2. Nickname Phạm Văn Liêm, Phạm Văn Liêm thì là đáp án 2. Dạ. Cô Ái Minh thì đáp án 2. Dạ. Cô Du Thủy thì áp đáp án 2. Dạ. Trình Đạo thấy có một số vị có cái sự tương tác rất là tốt. Xin cảm ơn quý vị. Và để không mất thời gian thì xin chốt lại cái câu này, thì quý vị đã có cái câu trả lời chính xác. Cái chiếc thuyền được ẩn dụ ở trong bài kinh Chú Giải Pháp Cú, cũng như là ở trong kinh 16 bài kinh 8 pháp đó, thì Đức Phật này cũng có dùng hình ảnh chiếc thuyền để mà ám chỉ cho cái thân xác này. Khi mà gọi là tỷ kheo thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ diệt sân hận, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt hằng, thì nói đến cái việc mà làm vơi đi những cái phiền não. Câu trắc nghiệm của bài học ngày hôm nay, câu thứ hai đó là: câu trắc nghiệm thứ hai, đoạn năm từ bỏ năm, nghĩa là gì? Đoạn năm từ bỏ năm trong bài câu kinh Pháp Cú, đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo các năm trối, xứng danh vượt bậc lưu. Thì cái câu này có ba đáp án. Thứ nhất đó là 10 điều ác. Thứ hai đó là 10 kiết sử. Thứ ba đó là năm pháp truyền cái và ngũ uẩn. Và ý nghĩa câu trắc nghiệm thứ hai là đoạn năm từ bỏ năm trong câu kinh Pháp Cú, đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo các năm trối, xứng danh vượt bậc lưu. Câu Pháp Cú này là câu Pháp Cú số 370. Có ý nghĩa gì? Đáp án thứ nhất đó là 10 điều ác. Đoạn năm phải từ bỏ năm, năm với năm là 10. Thứ nhất là 10 điều ác. Thứ hai là 10 kiết sử. Câu thứ ba là năm pháp truyền cái và ngũ uẩn. Và xin quý vị chọn cho mình một cái đáp án. Đây là những cái bài học đã được giải thích và giảng giải trong các cái bài học lần trước chúng ta đã được học, cũng như là một cách để ôn bài. Đoạn năm từ bỏ năm. Tu tập năm tối thượng, tỷ kheo các năm trối, xứng danh vượt bậc lưu. Nhà quý vị, chúng ta chọn cho mình một cái đáp án cho riêng mình. Dạ, cảm ơn quý vị. Như vậy là cô Nhật Quỳnh chọn câu thứ ba, năm pháp truyền cái và ngũ uẩn. Diệu Thủy, nickname Diệu Thủy là đáp án 3. Phạm Văn Liêm đáp án 3. Dạ. Cô Ái Minh đáp án 3. Dạ. Ở đây xin chốt lại câu trắc nghiệm này, đó là đoạn năm từ bỏ năm ở trong câu kinh Pháp Cú 370. Đáp án đúng là đáp án thứ hai, đó là 10 kiết sử. Dạ, tại vì Tịnh Đạt có cái ý đó là gom hai cái pháp lợi thành 10. Bởi vì trong bài học thì chúng ta nghe là đoạn 5
đó là năm hạ phần kiết sử, và từ bỏ năm là năm thượng phần kiết sử, cho nên do đó mà Tịnh Đạt kết hợp lại cho ra một cái đáp án, đó là 10 kiết sử. Và không sao, chúng ta cũng qua cái câu trắc nghiệm này, chúng ta sẽ có thêm một cái đề ý mới. Và câu trắc nghiệm thứ ba, và đây là một số cái câu trắc nghiệm mà Tịnh Đạt muốn ôn bài, chứ không muốn có nhiều cái mất quá nhiều thời gian cho những cái câu trắc nghiệm giải thích. Câu trắc nghiệm thứ ba, các vị có thể chúng ta chọn những cái đáp án cho riêng mình. 16 bài kinh của phẩm tám pháp được nhắc đến ở tập kinh nào? 16 bài kinh của phẩm tám pháp ở đây đang đề cập đến duyên sự của nhóm câu kệ ngôn pháp cú này. Duyên sự chúng ta nhắc lại đó là ngài Sô Ná đã đọc tụng 16 bài kinh theo lời yêu cầu của Đức Phật, và 16 bài kinh của phẩm tám pháp được đọc một cách rõ ràng chi tiết. Thì ở đây được nhắc đến đó là ở tập kinh nào? Cái điều này thì cũng đã được nhắc đến ở trong những cái bài giảng trước. Và Tịnh Đại xin nêu ra ba tập kinh Sutta Nipata, kinh tập. Đáp án thứ hai, tập kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Đáp án thứ ba, tập kinh Milindapanha, Mi Tiên Vấn Đáp. Xin mời quý vị chúng ta hãy chọn cho mình một cái đáp án. Câu trắc nghiệm 16 bài kinh của phẩm tám pháp được nhắc đến ở tập kinh nào? Đáp án thứ nhất, tập kinh Sutta Nipata, kinh tập. Tập kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Tập kinh Milindapanha, Mi Tiên Vấn Đáp. Và mà quý vị chúng ta chọn cho mình Phan Văn Liêm là kinh tập, tức là đáp án thứ nhất. Cô Nhật Quỳnh là kinh Tăng Chi Bộ là đáp án thứ hai. Cô Ái Minh là chỉ ghi ra buông bỏ thì chọn đáp án là Tăng Chi Bộ là đáp án thứ hai. Và cô Ái Minh là chấp đoán hai là kinh Tăng Chi Bộ. Và còn quý vị nào chúng ta đây là những cái thời gian chúng ta có thể gợi nhắc lại, gợi nhớ lại những cái bài giảng ở phía trước. Và cũng một cái điều đó là trong khi mà chúng ta tham gia diễn đàn thì chúng ta cũng cũng nên chú ý một số cái lời nhấn mạnh của các cái vị tham gia trong diễn đàn. Và để chốt lại cái câu trắc nghiệm thứ ba này, 16 bài kinh của phẩm tám pháp được nhắc đến ở tập kinh nào, thưa quý vị? Đáp án đúng đó là đáp án thứ nhất, tập kinh Sutta Nipata, kinh tập. Chúc mừng nickname Phan Văn Liêm đã trả lời đúng câu hỏi này. Ở trong cái bộ kinh tập kinh Sutta Nipata cũng vừa được dịch sang Việt ngữ cũng không có lâu. Đây là một cái bài bộ kinh mà chúng ta vừa được học ở trong về chú giải kinh Pháp Cú, và có liên quan đến cái tập kinh này. Đó là những cái bài kinh gồm 16 bài kinh ở trong phẩm tám pháp. Và khi ngài Sô Ná đến ý kiến Đức Phật đó, thì khi mà với cái hình ảnh một cái vị tăng trẻ, Đức Phật ngài muốn khơi gợi những cái lòng hiếu học. Đức Phật ngài đã có cái yêu cầu ngài Sô Ná đọc tụng những cái bài kinh nào mà bản thân mình rành rẽ và đã học thuộc. Khi đó ngài Sô Ná đã đọc những cái bài kinh này dưới sự chứng kiến của Đức Phật, và chính nhờ đọc tụng một cách rành rẽ rõ ràng thì Đức Phật ngài đã tán thán, và do cái lời tán thán đó đã là một cái duyên sự nhân duyên để tiếp độ. Thứ nhất đó là thân mẫu mẹ của ngài Sô Ná, và kế tiếp đó là 900 người tên trộm tên cướp. Nhà quý vị thấy lợi ích của cái việc làm một cái việc thiện công đức
nó tạo ra một cái duyên lành cho những cái pháp thiện kế tiếp sinh khởi. Xin chúc mừng các vị đã có đáp án đúng. Và câu trắc nghiệm thứ kế tiếp, câu trắc nghiệm thứ tư. Ở đây câu trắc nghiệm thứ tư, quý vị chúng ta theo dõi. Câu trắc nghiệm thứ tư có nội dung như sau, liên quan đến những điều thỉnh nguyện của Ngài Suna, Đức Phật đã cho phép điều gì? Ở đây liên quan, câu hỏi liên quan đến duyên sự của nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú. Duyên sự khi mà Ngài Suna đến gặp Đức Phật, thay lời của Ngài Mahakacchayana đã nêu lên năm điều thỉnh nguyện. Và trong năm điều thỉnh nguyện đó thì có một điều mà Tịnh Đạt cũng đã lưu ý với các quý vị ở trong diễn đàn, ở trong những cái bài học trước đó. Thì những cái điều lưu ý đó là gì? Xin quý vị hãy, chúng ta hãy đọc kỹ và chọn cho mình một cái đáp án. Xin lặp lại câu hỏi, liên quan đến những điều thỉnh nguyện của Ngài Suna, Đức Phật đã cho phép điều gì? Đáp án thứ nhất là việc tu lên bậc trên của việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 10 vị. Đáp án thứ hai, vùng biên địa, việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 5 vị. Đáp án thứ ba, việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 5 vị. Ở đây xin giải thích một số từ để quý vị có thể hiểu rõ hơn, tại vì đây là những cái từ chuyên được lấy ra từ trong tạng luật của Ngài Indachana Chánh Tăng, Ngài dịch. Thì cái việc tu lên bậc trên là cái việc xuất gia của một người giới tử hay tiện nam trở thành một vị tân tỳ kheo. Và nhóm tỳ kheo nhóm 5 vị hay 10 vị đó là chư tăng chứng minh. Và như vậy thì xin lặp lại một lần nữa, liên quan đến những điều thỉnh nguyện của Ngài Suna Ná, Đức Phật đã cho phép điều gì? Đáp án thứ nhất, việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 10 vị. Đáp án thứ hai, vùng biên địa, việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 5 vị. Đáp án thứ ba, việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 5 vị. Xin mời quý vị chúng ta hãy chọn cho mình một đáp án. Dạ, xin mến chào cô giáo. Phật tử Châu Phạm 54 thì chọn đáp án 2, tức là ở vùng biên địa, việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 5 vị. Cô Ái Minh thì chọn đáp án 2, cô Nhật Quỳnh chọn đáp án 2. Dạ, xin chốt nhanh lại cái câu trắc nghiệm của câu thứ tư này. Xin chúc mừng quý vị đã chọn cho mình một cái đáp án chính xác, đó là đáp án thứ hai, vùng biên địa, việc tu lên bậc trên với tỳ khưu tăng nhóm 5 vị. Đây là một cái điều mà Tịnh Đàn cũng đã có lưu ý ở trong cái bài giảng trước. Ở cái Ấn Độ thì có Trung Ấn Độ và những cái vùng biên địa. Sở dĩ mà Ngài Suna thay mặt Ngài Mahakacchayana là vị thầy tế độ của mình đó, trình lên Đức Phật và xin chức Đức Phật cho phép. Sở dĩ như vậy bởi vì vùng biên địa thì có thể hình thành Sima, có Sima có thể có những cái người ham tu, nhưng mà cái điều kiện trong 4 hoặc là 5 điều kiện để mà thành tựu trong một cái thiện nam hoặc là giới tử tu lên bậc trên hay là tu lên thành một vị tân tỳ kheo đó thì cần hội đủ những cái điều kiện. Ở trong đây có cái điều kiện đó là cần có chư tăng chứng minh, và Đức Phật Ngài đã chế định đó là ít nhất là phải có 10 vị. Nhưng khi ở vùng biên địa thì cái việc mà tập trung đông chư tăng như vậy đó thì quả là thật là khó khăn, cho nên Đức Phật Ngài đã theo cái lịch nguyện, Ngài đã chấp nhận ở những cái vùng xứ biên địa ít chư tăng thì cái việc tu lên bậc trên vẫn được tiếp tục với số lượng chư tăng chứng minh là 5 vị. Và câu một lần nữa xin cho chúc mừng toàn thể quý vị. Và câu thứ năm, câu thứ năm là câu cuối cùng của câu trắc nghiệm trong cái bài học ngày hôm nay.
Câu thứ năm đó là để con thấy cái gì đã thấy chưa? Chúng ta chỉ còn 50-50 thôi. Bậc bất tử là ai? Liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú số 374 ngày hôm nay chúng ta đang học. Bậc bất tử được nhắc đến thứ nhất đó là bậc trường sinh bất tử, tức là sống hoài không chết đó. Đáp án thứ hai là bậc không còn phiền não. Dạ, là bậc không còn phiền não. Bậc bất tử là ai? Câu 374 đó chúng ta đang học bài học ngày hôm nay. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các quẩn, được quan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Thì bậc bất tử được nhắc đến đây là ai? Dạ, thứ nhất là bậc trường sinh bất tử, là người có thể luyện được những cái công phu, công năng đặc dị, hoặc là chế tạo được những cái loại thuốc có thể trường sinh bất tử, sống hoài, thọ hoài. Thứ hai đó là bậc không còn phiền não. Dạ, thì cái việc mà 50-50 đối với những người không có từng đi chùa thì cũng có thể chọn cho mình một cái đáp án chính xác, gần chính xác. Còn đối với cái hội chúng này thì câu này giống như là một cái gợi ý để mà nhấn mạnh, chứ không đến đổi gọi là câu trắc nghiệm. Bởi vì tất cả quý vị chúng ta học đạo, học Phật thì chúng ta không có quan tâm đến cái việc mà trường sinh bất tử, mà chúng ta quan tâm đến cái việc đó là bào mòn phiền não và hướng đến cái việc là chấm dứt luân hồi, chứ không phải là chấm dứt cái việc mà hưởng sanh ra và chết đi. Như vậy là xin chúc mừng quý vị, chúng ta đã có những cái thời gian để mà ôn bài bằng những câu trắc nghiệm này. Và xin quý vị, chúng ta qua những cái câu trắc nghiệm này thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý như sau. Thứ nhất đó là khi tham gia diễn đàn thì cũng mong quý vị chúng ta cũng nốt lại những cái phần quan trọng ở trong cái những cái bài giảng, cũng như đó là một cái cách để chúng ta rèn luyện và tiếp thu những cái kiến thức mới, và những kiến thức cũ thì chúng ta xem như là ôn lại. Thì trở lại với cái bài học ngày hôm nay, qua một cái khoảng thời gian chúng ta ôn bài thì cái bài học ngày hôm nay từ đầu Tịnh Đà có chia sẻ đó là những cái kiến thức thật sự là chuyên môn. Bởi vì ở phần chú giải đó, thưa quý vị, ở phần chú giải của Kinh Pháp Cú đó, hoặc là kể cả cái việc mà để hiểu cái nội dung của câu Pháp Cú này, cần phải có cái sự gọi là pháp tác chứng. Không phải là chúng ta dựa vào cái kiến thức để mà lý giải, mà là cần có cái sự tu tập, chứng nghiệm, có cái kinh nghiệm thật sự. Bởi vì đây là câu kệ ngôn Pháp Cú lột tả cái kinh nghiệm thật của người hành thiền. Và cái người hành thiền này không phải là một cái người hành thiền sơ cơ, mà là một cái thiền sinh đã có những cái tiến bộ rất là xa ở trong cái pháp thiền của mình. Và cái pháp thiền đó nó tiến đến gần như là tuệ phân biệt danh sắc. Bởi vì ở trong chú giải của câu kệ ngôn này đó, giải thích rằng yato yato samasati, nghĩa là hành 38 đề mục bằng cách nào, tức là hành trong các thời như trong giờ thọ thực, bằng cách thích hợp với mình, hay là với đề mục nghiệp xứ thích hợp với mình, gọi là thường quán xét thấy rõ. Upayapayan, tức là sự sanh của quẩn ở 25 tướng, và sự diệt của quẩn ở 25 tướng. Và do nhờ cái kinh nghiệm này, người thiền sinh đó, cái người tu tổ tập đó,
sẽ phát sinh lên cái pi tí và pamuccha, là sự hân hoan, sự hoan hỷ và sự hân hoan ở trong các pháp tu của mình. Và nhờ đó cái người này hướng đến và thấy được niết bàn. Ở đây có những cái lời giải thích ở những quyển sách khác nhau. Thưa quý vị, rằng một cái lời giải thích có thể chúng ta có thể nắm bắt được, đó là khi hành trì pháp giác ngộ đó, tức là không phải là những cái người thiền sinh sơ cơ chỉ giữ chánh niệm, cố gắng để mà giữ chánh niệm để mà biết mình đang làm gì đó, thì cái việc mà hành trì những cái giáo pháp tinh tế tiến bộ hơn, đó là cái việc mà theo dõi những cái thay đổi trong cái oai nghi. Và thay đổi trong các oai nghi đó, làm sao mà có thể thấy được những cái pháp vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta có thể dễ dàng nói là chúng ta thấy vô thường, khổ, vô ngã qua cái việc mà chúng ta bị đau, chúng ta bị mất mát, những cái khổ mà rất là thô thiển, rất là dễ thấy, xúc chạm. Nhưng mà cái việc mà thấy được cái khổ qua cái sự sanh diệt, ở đây thí dụ như là khi mà chúng ta ngồi đó, ngồi trên một cái ghế niệm sofa im trong một cái môi trường không gian thoáng mát, không khí lại là mát mẻ, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc. Mà thưa quý vị, chúng ta không biết rằng chúng ta đang đau khổ. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi đó thì chúng ta không thể nào giữ nguyên tư thế một cái thời gian lâu được. Chúng ta có thể là ngồi rồi chúng ta đứng dậy. Khi mà chúng ta ngồi lâu quá thì chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta đứng dậy. Đứng lâu quá thì chúng ta cũng khó chịu, chúng ta đi. Đi lâu quá chúng ta cũng khó chịu, chúng ta nằm. Thì thay đổi cái oai nghi trong cái việc đi đứng nằm ngồi, do là chúng ta cảm thấy khó chịu. Và cái đó là cái việc mà còn chi tiết hơn là khi mà chúng ta co duỗi tay chân, chúng ta lắc đầu qua trái phải, hay chúng ta chớp mắt, hay là chúng ta có những cái việc đó là massage, thì những cái việc mà chúng ta làm đó là chúng ta đang bị khổ. Cái khổ ở đây phải được hiểu một cách rất là giản đơn, đó là cái sự khó chịu. Khi mà chúng ta thấy được cái sự khó chịu qua từng cái cử chỉ hành động ở trong tiểu oai nghi, ở trong đại oai nghi, thì lúc đó chúng ta có cái sự tiến bộ trong cái việc là thực hành pháp, mà không muốn nói đó là thực hành thiền. Bởi vì khi mà đối với cái việc mà thực hành thiền đó, thì dường như lại gắn vào trong mỗi cái thiền sinh đó là cái thiền đường. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật hay công năng công diệu ở cái chỗ đó là ở chỗ nào mình tu cũng được. Thì đó là cái việc đó là dùng cái trạch pháp giác chi để mà phân biệt rõ ràng những cái lúc mà cái sự biến đổi diệt của từng cái sanh trụ diệt, từng cái dòng tư tưởng, từng cái sắc na, thì đó là cái sự tiến bộ từng chút một. Và một cái điều mà chúng ta cần cái luyện tập rèn luyện ở trong cái ý nghĩa của bài câu kệ ngôn này đó, chúng ta đừng có đi quá xa khi mà chúng ta chưa có kinh nghiệm qua đó. Thì cái việc cần lưu ý đó là tại sao Phật giáo nói rằng cái hạnh phúc thế gian là hạnh phúc tạm bợ. Khi chúng ta hiểu, có kinh nghiệm sống nhiều đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái câu này rất là thấm thía. Bởi vì cái thô thiện nhất đó là cái hạnh phúc về tình cảm gia đình, cái hạnh phúc về có được cái món vật chất, có những cái món đồ mà chúng ta yêu thích. Và Tịnh Đạt cũng trình bày là
tất cả những cái thứ đó nó tiềm ẩn một cái sự mất mát, cái sự hư hoại. Và chính vì cái tiềm ẩn cái sự mất mát hư hoại đó được gọi là cái hạnh phúc tạm bợ. Và cái người tu đó, khi mà chúng ta càng suy xét cẩn thận hơn, chi tiết hơn, thì chúng ta sẽ đi đến cái bước đó là tất cả những cái dễ chịu của những cái điều kiện xung quanh hay là trong cơ thể mình cũng là tạm bợ. Và chính vì cái khó chịu thay đổi một cách liên tục mà chúng ta không phát hiện được, nó tiềm ẩn cho một cái đau khổ, cho một cái đau khổ. Giống như bây giờ chúng ta ở trong một cái tháng mùa hè nóng nực mà chúng ta đang có cái cảm giác rất là dễ chịu trong một cái căn phòng máy lạnh hoặc là trước một cái quạt gió, và cái sự khó chịu đó, cái sự dễ chịu nó sẽ làm chúng ta khó chịu và chúng ta bực bội khi mà điện thình lình bị cúp đi. Điện thình lình mà cúp đi, hoặc là chúng ta có cái việc đó cần thiết phải đi ra ngoài dưới cái độ nóng khắc nghiệt, thì cái sự thay đổi từ cái dễ chịu qua cái khó chịu đó, đó là cái khổ. Và cái việc mà quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy được cái khổ đó. Ở đây chúng ta không phải là cái việc là kinh nghiệm mà chúng ta phải tập. Cái gì cũng vậy thưa quý vị, khi chúng ta có cái sự tác ý, và tác ý ở đây cũng được hiểu như là một ý thức. Cái từ khéo tác ý, từ khéo tác ý ở trong Phật giáo chúng ta dùng rất là thường và rất là nhiều tình huống. Nhưng cái từ dễ hiểu nhất là cái từ ý thức. Và cái từ ý thức thưa quý vị, từ đâu mà có? Không phải một cái con người sanh ra có được ý thức. May mắn lắm, người đó là một cái người đạo đức từ ở nhiều tiền kiếp. Còn không á, cái ý thức phải được hình thành từ cái giáo dục, và cái ý thức cũng phải được hình thành từ cái gọi là trừng phạt. Thì từ khi đó đó chúng ta mới có cái ý thức. Và trong cái thấy được cái thay đổi, cái khó chịu trong cái dễ chịu đó, là chúng ta cũng phải tập được cái ý thức, ý thức của cái sự khổ đau trong cái việc mà chúng ta đang dễ chịu thì nó tiềm ẩn cái khó chịu. Và khi chúng ta tập thành một cái thói quen rồi đó, thì nó sẽ đến, cái hiểu biết về cái khổ đau nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Và khi mà chúng ta đã hiểu biết cái cuộc đời này hoàn toàn là một cái gì rất là tạm bợ, kể cả cái khổ đau nó cũng tạm bợ. Cái khổ đau nó cũng tạm bợ, rồi nó cũng thay đổi từ cái khổ này nó qua cái khổ khác. Bản chất nó là khổ, nhưng mà nó ở thể hiện nhiều cái khía cạnh khác nhau. Quan trọng đó là chúng ta nhìn nhận ra vấn đề và chúng ta không có bị nó làm phiền, cái khổ nó làm phiền mình. Và cái điều này quả thật là nó hơi nó nghe nó không có lý lắm, nhưng mà có nhiều người khổ nó làm phiền người đó, ăn không được, tụt cân, ngủ không được, nhiều khi trầm cảm. Còn có nhiều người đó khổ bình thường, khổ nhưng mà vẫn yêu đời, khổ nhưng mà nó không có làm phiền cái người đó, sống một cách rất là vui vẻ, cởi mở. Thì làm sao mà mình đối diện cái khổ mà đừng để nó làm phiền, đó là chúng ta có cái sự tiến bộ, có cái sự áp dụng đúng cái phương pháp mà chúng ta dày công để mà học hỏi. Chứ không thôi thì chúng ta nhiều khi đối diện với những cái khổ thô thiển về mất mát, về hư hoại mà chúng ta bị nó làm phiền, thì những cái khổ vi tế hơn, tế nhị hơn, trông như là trong các oai nghi, trong các cái thay đổi thời tiết, ở trong các cái thay đổi từ cái dễ chịu qua cái khó chịu, thì chúng ta sẽ bị nó làm phiền luôn luôn. Cái người tu á, thì chúng ta phải cố gắng để mà thực tập chính bản thân tịnh đà, cũng như là quý vị chúng ta đang là những người thực tập, và chúng ta thực tập càng nhiều á, thì
thì cái khả năng ứng phó và cái khả năng mà có thể không nó bị khổ đau làm phiền càng ngày càng được nâng lên. Và hy vọng rằng qua cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì có một đôi điều để nhắn gửi cho các quý vị và cũng như là sắp tấn bản thân của Tịnh Đạt. Chúng ta hãy cố gắng thực tập những cái điều mà Đức Phật Ngài đã nhắn gửi cho các cái vị tỳ khưu ở 900 vị tỳ khưu ở 9 nhóm khác nhau qua cái câu kệ ngôn 374 này. Và qua đó chúng ta sẽ rút ra một vài bài học, đó là cái sự hạnh phúc hay là dễ chịu đều là tạm bợ, nó tiềm ẩn một cái biến hoại, một cái khổ đau, một cái khó chịu, và chúng ta hãy ý thức được cái điều đó. Và khi ý thức được cái điều đó thì chúng ta không bị khổ đau làm phiền mình. Khi mà đạt được cái điều này thì phải nói là cái cuộc tu của mình nó có ý nghĩa rất là lớn, và chúng ta là một người rất là tự tại, tự do, ở môi trường nào, hoàn cảnh nào, tiếp xúc, giao du, ở chợ, ở thiền đường, chúng ta đều là một con người rất là tự tại. Và kính xin được kết thúc cái bài chia sẻ ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Kính chúc Chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta luôn luôn có được cái sự an vui ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nam Mô Buddhaya. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Sư Rê xin được xuống mic. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Ông tu sắp bằng mang lăng rắc hành tu sắp bê đê và tu sắp bằng bưu trà nơi phá vệ nơi xa đá sở thị phong anh tư tê. Và quát tu sắp bằng mang lăng rắc hành tu sắp bê đê và tu sắp bằng hàm ma nơi phá vệ nơi xa đá sở thị phong anh tư tê. Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự ăn là thần đường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sâm ti vi hà ra qua si ni thu pê gá rê bù thi gá rê ta hình ta hình ta tham a đà đê na pa quan tu bù chi ta thoát thiên ca ron tê tha quý hà ra măng đá lê thể ra cha map cha na qua ca cha bít kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu tê cha la bu cha ye pi cha an đà sam pa qua sam se na cha ta ra vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua răng pa ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu tăng kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma ta ra cha bu kha ga na sang kho ho tu sa ma go wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô
sappe bi dhamma charino uttim sampafuniya ma dhammariya pawe di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đông nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.